Đó là vào tối thứ bảy, có một chàng trai và một cô gái tuổi teen đang hẹn hò. Họ đang đi dạo qua một trung tâm mua sắm với kế hoạch xem một bộ phim tại rạp chiếu phim liền kề với trung tâm mua sắm. Trong khi chờ đến giờ chiếu phim, họ đi bộ qua trung tâm mua sắm. Bỗng cô gái phát hiện ra thứ gì đó. Đó là một gian hàng chụp ảnh tự động. Cô hào hứng nắm lấy tay chàng trai và kéo cậu vào trong. Họ đóng rèm lại, nhét một đồng xu vào và chiếc máy này bắt đầu hoạt động chụp một loạt ảnh. Hai người ra khỏi chỗ chụp ảnh, nhưng dường như cả hai đều thấy có gì đó kỳ kỳ. Tuy nhiên, đã gần đến giờ chiếu phim, vì vậy họ bắt đầu tìm đường đến rạp. Trong khi đó, những khách hàng ở trung tâm mua sắm không hề hay biết một điều gì đó đang xảy ra sâu dưới lòng đất. Chàng trai và cô gái ra khỏi rạp chiếu phim và khoác tay nhau đi qua con hẻm về phía bãi đậu xe. Bây giờ đã muộn, mặt trời đã lặn từ lâu và chỉ còn một mình họ. Nhưng họ không nghe ra tiếng bước chân phía sau hoặc cảm nhận được hai bóng cơ thể đang theo sau họ ngày càng gần hơn. Họ đã đi tới chỗ chiếc xe. Đó là chiếc duy nhất còn lại trong bãi đậu xe. Và chàng trai lấy chìa khóa của mình để mở khóa xe. Cậu sờ soạng tìm chìa khóa xe khiến chúng rơi xuống đất. Khi cúi xuống nhặt, cậu ta cũng nhìn thấy ai đã theo dõi họ. Đó là chính họ. Một cặp người nhìn giống họ đang lao thẳng đến. Ngoại hình họ trông giống hệt đôi nam nữ, ngoại trừ khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp với những cục u lạ lùng và không có mắt hay miệng. Họ trông như thể là bức vẽ khuôn mặt nhưng đã bị nhòe đi các chi tiết. Chàng trai nhanh chóng lấy chìa khóa và kéo cô gái chạy khỏi những sinh vật đang tiến đến gần, đang cố nắm lấy và cào vào mặt họ khi họ cố gắng rên rỉ qua cái miệng đã bị da bao phủ. Cậu bé mở khóa xe và cả hai vào trong. Khi các sinh vật đập vào cửa sổ, cậu ta nhanh chóng nổ máy và lái xe đi, để lại sinh vật ghê tởm phía sau. Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob và đây là SCP-715, còn được gọi là khuôn mặt có thể là của tôi. SCP-715 là một gian hàng chụp ảnh với tên gọi chụp ảnh cho riêng bạn, một sản phẩm của tập đoàn Sony được sản xuất vào những năm 1970. Đây là một bộ chụp ảnh tiêu chuẩn, trông gần giống với hàng ngàn bộ chụp ảnh khác đang hoạt động trên khắp thế giới vào thời điểm đó. Không có đặc điểm bất thường nào trong thiết kế hoặc hình dáng của nó. Chi tiết khác biệt duy nhất của máy này so với vô số các máy cùng dòng là một thể kim loại nhỏ đã được thêm vào mặt sau của máy vào một thời điểm nào đó, nhưng độ mòn đáng kể đã che khuất bất kỳ ký tự nào có trên thẻ. Hoạt động cơ bản của SCP-715 cũng không có gì bất thường so với chức năng của nó. SCP-715 sẽ chỉ kích hoạt nếu có một cá nhân ngồi bên trong và bỏ vào số tiền cần thiết. Lúc đó, nó sẽ chụp một loạt ảnh giống như một bộ chụp ảnh thông thường. Các bức ảnh cũng có vẻ bình thường, mặc dù một số bức ảnh sẽ bị bóp méo và che khuất khuôn mặt của đối tượng theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, điều thực sự làm cho gian hàng ảnh này trở nên khác biệt là những gì xảy ra bên ngoài gian hàng khi các bức ảnh được chụp. Trong khi những cá nhân được chụp ảnh được phân loại là SCP-715B có thể ra khỏi gian hàng mà không có biểu hiện rõ ràng, thì bên dưới trung tâm mua sắm, sâu dưới lòng đất, một điều gì đó thực sự đáng sợ đã xảy ra. Bên dưới trung tâm mua sắm là địa điểm 81/715, một chiều không gian khép kín có thể tiếp cận thông qua cửa bảo trì của trung tâm mua sắm nằm ở tầng hầm phụ số 3. Một cánh cửa không xuất hiện trên bất kỳ bản thiết kế nào của trung tâm thương mại hoặc trong các hồ sơ khác. Địa điểm này bao gồm một căn phòng khổng lồ, hang động và có vẻ như đã được đào từ lớp đá vôi xung quanh. Điểm nổi bật nhất ở giữa căn phòng là một cái hố lớn và sâu. Các bức tường của hố được làm bằng một chất không xác định, mặc dù nó có vẻ giống cả về hình dáng và thành phần với mô mỡ của con người. Những bức tường thịt này tiết ra một chất ăn mòn mạnh, khiến việc xem xét và thăm dò hố trở nên đặc biệt nguy hiểm. Khi SCP-715 được kích hoạt trong khu mua sắm nằm ở phía trên, một sinh vật hình người được phân loại là SCP-715A sẽ xuất hiện trong cái hố này. Cơ thể của những sinh vật này có bề ngoài tương tự như những người chụp ảnh bên trong SCP-715, nhưng khuôn mặt của chúng hoàn toàn khác. Mỗi người đều có những biến dạng nghiêm trọng và bất thường trên khuôn mặt, như mặt bị phình to, vết rách sâu và không có các bộ phận trên khuôn mặt. Sau khi xuất hiện trong hố, các cơ thể SCP-715A này sẽ cố gắng leo lên các bức tường bằng thịt của hố và rời khỏi địa điểm 81/715. Những sinh vật này được coi là thù địch và nhân viên an ninh của tổ chức được phép vô hiệu hóa các sinh vật này bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Các nghiên cứu sâu hơn đã được thực hiện để tìm hiểu về cách thức các thực thể SCP-715A được hình thành và để biết chính xác những gì diễn ra trong cái hố là gì. Hiện chưa biết có bao nhiêu cơ thể 715A tồn tại trong hố. Với việc các thực thể có thể leo ra khỏi hố có thể bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa tương đối dễ dàng, SCP-715A ban đầu được xếp vào loại an toàn
Nó được quản thúc tại địa điểm phát hiện ra nó trong trung tâm mua sắm ở Ohio, và nhân viên của tổ chức đóng vai nhân viên trung tâm mua sắm sẽ thu thập các bức ảnh được in bởi máy. Tuy nhiên, sau những khám phá bổ sung, cách phân loại này cần phải thay đổi. Tổ chức bắt đầu nhận thấy sự mâu thuẫn của các thực thể SCP-745B sau khi một nhà nghiên cứu tự mình kiểm tra SCP-745 bằng cách ngồi vào bên trong và chụp ảnh. Ngay sau đó, anh ta bắt đầu hành động theo những cách được coi là kỳ lạ, chẳng hạn như khi anh ta từ chối thăng chức cho một vị trí cao hơn với mức lương và đặc quyền cao hơn mà dường như không có lý do gì, và khi anh ta bỏ qua một cuộc kiểm tra bắt buộc để tìm ra những điều bất thường. Sau khi nhận thấy những hành vi kỳ lạ này, một trưởng nhóm nghiên cứu của tổ chức đã đặt một thiết bị tăng cường quang học dị thường trong phòng ngủ của nhà nghiên cứu có hành động kỳ lạ và biết được một sự thật đáng ngạc nhiên về các thực thể SCP-715A và B. Tổ chức đã giết nhầm những thực thể. Thiết bị có khả năng loại bỏ các hiệu ứng bóp méo dị thường khỏi hình ảnh và cho thấy nhà nghiên cứu thực sự là một trong những sinh vật từ trong hố với những biến dạng đáng kể trên khuôn mặt. Sau tiết lộ gây sốc này, người đứng đầu nghiên cứu đã sử dụng thiết bị tương tự trên các sinh vật vẫn còn bên trong hố bên dưới trung tâm mua sắm. Họ phát hiện ra rằng khi các hiệu ứng hình ảnh dị thường được loại bỏ khỏi những sinh vật méo mó đang cố thoát ra khỏi cái hố đầy thịt, thì họ thực sự là những con người bình thường. Các thực thể SCP-715A này là những người đã vào buồng chụp ảnh. Họ chụp ảnh và bằng cách nào đó được đưa đến hố. Họ đã cố gắng trốn thoát khỏi hố và nói cho tổ chức biết họ thực sự là ai, nhưng điều này chỉ khiến họ bị lực lượng an ninh tại chỗ kết liễu. Để sửa chữa sai lầm này, SCP-715 đã được phân loại thành Keter và SCP-715 đã được đưa ra khỏi trung tâm mua sắm để được quản thúc tại địa điểm số 19. Nhân viên nghiên cứu không còn có thể tiếp cận SCP-715 nếu không có sự cho phép đặc biệt, và việc kiểm tra bên trong sẽ bị giới hạn và chỉ được thực hiện thông qua việc sử dụng máy bay không người lái từ xa. Tổ chức bắt đầu tổng hợp tất cả các cá thể SCP-745B. Hiện là những cá thể sẽ bị kết liễu ngay lập tức. Tuy nhiên, nhân viên của tổ chức đã phỏng vấn một cá thể 745B, người trước đây được cho là một nhà nghiên cứu làm việc trong tổ chức. Không biết chính xác nhà nghiên cứu song trùng đã nói gì trong cuộc phỏng vấn đó, nhưng nó hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, vì kết quả cuối cùng là một sự thay đổi hoàn toàn khác trong biện pháp xử lý. Tất cả các nỗ lực ngăn chặn và vô hiệu hóa các cá thể của SCP-715B sẽ ngay lập tức chấm dứt, vì nếu có quá nhiều người trên thế giới là người song trùng bị xử lý, thì tốt hơn hết là nên duy trì trạng thái bình thường và đảm bảo bí mật với SCP-715 và để cho phép họ được tự do. Đáng buồn thay, điều này không xảy ra với các cá thể SCP-715A vẫn còn nằm trong hố. Nhà nghiên cứu song trùng khuyên rằng sẽ không ai nếu mang họ ra khỏi hố, và chính sách hiện tại của tổ chức là sẽ để họ ở lại dưới hố. Sau cuộc phỏng vấn này, SCP-715 một lần nữa được phân loại là an toàn. Buồng chụp ảnh cũng được di chuyển một lần nữa, lần này là đến một phòng có bảo mật tối đa tại địa điểm 81. Nhân viên tổ chức đã bị cấm tương tác với các cá thể SCP-715B. Tuy nhiên, có một thông tin nữa về SCP-715, nó chỉ có thể được truy cập bởi những người có giấy phép an ninh thích hợp. Một đặc vụ khác của tổ chức đã phát hiện thực sự là một cá thể của SCP-715B và bị tạm giữ để theo dõi. Trong khi theo dõi, người ta phát hiện ra rằng cá thể này được phân loại là SCP-715B7, đang phát ra bức xạ mức thấp, và bằng cách nào đó, bức xạ hướng vào địa điểm 81/715, vị trí của cái hố. Trong quá trình khám nghiệm sinh vật, người ta thấy rằng lượng phóng xạ phát ra thực sự đang tăng lên về sản lượng và tần suất. Và ngay sau đó, sự cố mất điện và lỗ hổng an ninh đã xảy ra tại nơi diễn ra cuộc khám nghiệm. Sau những sự kiện này, cơ thể của SCP-715-B7 biến mất, và video giám sát cho thấy một số nhân viên của tổ chức là người mang xác đi. Tất cả họ đều đã từng tham gia vào nghiên cứu SCP-715. Các nhân viên đã trốn thoát cùng thi thể và không để lại bằng chứng nào khác, chỉ lưu lại một bức ảnh duy nhất với dòng chữ đáng ngại: tai tôi có thể nghe, mắt tôi có thể thấy, miệng tôi có thể nói, đừng chạm vào mặt tôi. Không có thông tin nào khác liên quan đến SCP-715 được tìm thấy, và vẫn còn nhiều câu hỏi. Các bản sao 715B là gì? Và họ muốn gì? Chúng có phải là một nhóm sinh vật sử dụng cái gian hàng chụp ảnh bí ẩn để sinh sản hay không? Điều gì sẽ xảy ra với những người bị bỏ lại trong hố? Và họ sẽ làm gì nếu họ có thể thoát được? Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Hãy xem thêm các video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.